Chân gà nướng sa tế nha các bạn. Nhìn quá ngon, quá hấp dẫn luôn à. Rồi các bạn yêu mến thì đăng ký ủng hộ kênh nhà mình nha các bạn. Chào các bạn đến với kênh của Mai Mai Vlog. Thì hôm nay sẽ là món chân gà nướng. Cái này là chân gà có xương chứ không phải là chân gà không xương nha. Rồi, con là mẹ ướp. Rồi, hôm nay mình làm chân gà nướng nha các bạn. Đây, cho vô đây là sả, ớt, muối hồng, đường, bột ngọt, gì ngon, ngũ vị hương, cho vô hết. Còn chút mắc khén nữa. Thằng nhỏ mắc khén nữa các bạn. Đây có cái cây nè, con chọn đi mẹ. Thằng nhỏ mắc khén Tây Bắc. Hương vị thịt nướng nha. Để vô luôn. Chọn đi con. Rồi nước tương luôn nha. Cho nước tương vô luôn. Có bao nhiêu cho vô. Nước dầu điều. Mình thắng rồi đây nha các bạn. Rồi cho vô luôn tương ớt nha bạn. Đây tương ớt vô luôn cho màu nó được đẹp nha. Ớt bột nha. Ui cay lắm. Ớt bột thường. Ít thôi. Đây, ít thôi. Ít thôi. Ở nhà không, thằng con trai không biết ăn cay. Rồi sa tế tôm nha. Ít thôi cay lắm. Không nổi đâu. Sa tế tôm luôn nha bạn. Giờ mình nướng nha các bạn. Sau khi nãy giờ mình ướp nãy giờ cũng cả tiếng rồi đó. Bây giờ mình nướng khoảng 1 tiếng à. Ui thơm quá các bạn ơi. Chín rồi nha các bạn. Thơm phức luôn. Quá xuất sắc. Thơm nha. Gà nướng đây. Chân gà nướng nha các bạn. Không sẵn cái bao tại bốc ăn luôn. Rồi đây là chấm muối ớt. Còn đây là chén muối tiêu. Rồi ăn đi con. Vô. Vô. Chà, mình thưởng thức cái chân đầu tiên nữa. Cái chân lựa cái chân to đùng nhất. Lựa nhất đi. Trời ơi lựa cái chân to đùng nhất nha. Trời ơi nhìn nó thơm lắm nha các bạn. Nhìn màu hấp dẫn nha. Xương. Rồi mời các bạn. Đâu con chấm muối tiêu ha. Đây muối tiêu. Đây cho con chấm muối tiêu nè. Mẹ chấm muối ớt. Trời. Nó ngon. Ngon. Ngon các bạn. Ngon á. Dai dai mềm mềm. Thơm không? Thơm. Nhiều mắc khén luôn. Hạt dầu ấy mắc khén của Tây Bắc á. Thơm lắm các bạn. Dạ hả? Bạn có bỏ vô ít á. Thơm phức à. Nó ngon. Cái này á, con ăn con có hừ hương nó mới ngon. Hừ ở đây. Hấp dẫn à. Đây nè, bỏ cọng rau thơm vô. Ngon. Bỏ cọng rau thơm vô ăn. Kẹt giờ nhảy vô ăn thử bà xã nấu nha. Món này nhà bà xã làm nên ăn thử ngon không? Đâu nước chấm ớt, chấm ớt. Ớt đâu, ớt đâu? À chấm muối tiêu cho, chấm muối ơi. Ngon tuyệt vời. Ngon. Ngon. Phải có ăn thêm dạ dòng. Ừ đâu. Mẹ phải liếm luôn cái tay mới ngon. Dính tay phải liếm luôn tay mới ngon. Ngon quá. Ngon thật các bạn. Ngon thật ngon. Ngon hơn tiệm làm. Mình ăn cũng vừa mà này ngon hơn tiệm. Ông cắn cũng phải hùm hùm nó mới ngon nha. Hùm hùm. Thấy ngon. Tao cũng hùm hùm thử rồi. Quá tuyệt. Chào các bạn nha. Bye các bạn.